Chị Quy. Chị Quy. Em xin lỗi chị, vì chẳng còn thời gian nữa. Tối em vào chiến dịch rồi. Xin chị bỏ qua cho em chuyện hôm trước. Chị không bỏ qua cho em. Nhớ em chết, không nhắm mắt được. Này em. Em đã yêu ai bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Đi em. Hết chiến tranh rồi, anh biết không? Bây giờ em đi đây, rồi một ngày em sẽ trở lại đưa anh về. Chiến tranh kết thúc. Sau khi cùng mọi người hân hoan chào đón ngày hòa bình đầu tiên, tôi trở lại với nỗi buồn của tôi. Tôi chẳng còn ai ở hậu phương để mà chờ đón. Cả gia đình tôi đều bị chết bom. Nhưng dù sao, tôi cũng còn có một mục đích để làm.
tôi sẽ tìm gặp một người theo ước nguyện của anh và mẹ của Hậu nữa. Tôi còn mắc nợ cuộc đời này nhiều lắm. Cháu ơi, nhà bà Hiền ở đâu? Kia. Kia. Đấy ạ, nhà bà ấy đấy ạ. Này cháu. Cháu xin. Cho em một cái. Cho em một cái nữa nào. Từ từ nào, ai cũng có phần mà. Cô hỏi ai thế? Con là bạn của anh Hậu. Vào nhà đi con. Vào đây. Con là quỷ phải không? Dạ vâng, con là quỷ. Con mua cho mẹ một ít quà. Có phải con là vợ chưa cưới của thằng Hậu không? Nó viết thư về, toàn nói chuyện về con. Vào thăm ai? Dạ, bạn ạ. Trộm cắp cướp của hay giết người? Dạ không, anh bị tội nhẹ lắm. Nhẹ mà vào đây à? Bố ơi, bố. Yên đi, đừng khóc nữa. Con ngoan của bố. Bây giờ con về với mẹ. Bố hết án, bố về. Bố. Ngoài, đến đi nhé. Em đưa con về. Thế chị thăm ai? Chồng. Anh ấy bị tội gì? Hiếp dâm.
Tôi là Phiên. Chị nhầm chăng? Tôi chưa bao giờ gặp chị cả. Tôi không nhầm. Tôi là Quỳ, tôi đến thăm anh. Xin lỗi, chị là ai? Tôi từ chiến trường về ra. Tôi mới từ chiến trường ra. Tôi không hiểu. Anh còn nhớ Hòa không? Hòa nào? Hòa học khoa chế tạo máy, cùng với anh ở Đại học Bách Khoa ấy. Nhớ chứ, bạn thân của tôi mà. Bây giờ Hòa thế nào rồi? Anh ấy hy sinh rồi. Hòa hy sinh hồi nào hả chị? Cuối năm 74. Trước khi mất, Hòa có dặn lại tôi khi nào trở về miền Bắc phải đến thăm anh. Và người ta chỉ cho chị tôi đang ở đây. Đúng thế. Họ còn cho tôi biết vì sao anh vào đây nữa. Họ toàn nói xấu về tôi chứ gì. Không hẳn là như thế. Nhưng tại sao là một kỹ sư như anh lại phạm tội về kinh tế? Lúc đó tôi không phải là kỹ sư. Chị cho tôi giữ tấm ảnh này được không? Vâng. Tôi có mua cho anh một chút quà. Cảm ơn chị. Tôi không nhận đâu. Sao vậy? 2 năm ở tù, tôi không nhận của ai cái gì. Anh cứ cầm lấy. Ở trong này thiếu thốn nhiều thứ lắm. Những cái tôi cần không phải là những thứ để ăn. Cảm ơn chị đã đến thăm tôi. Tôi vào đây. Hết giờ rồi. Anh Phiên, tôi chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Nói cho đúng, đây không chỉ là quà của tôi. Anh có hiểu không? Tôi xin nhận. Nhưng chỉ một quà thôi. Tôi không nhận được nữa đâu. Chị mang về. Chị mang về đi. Lại là chị à? Tôi lại đến thăm anh vì nhà chị ở cách đây xa không? Cũng xa. Chị Quỳ, chị đã thực hiện xong lời hứa với Hòa rồi. Từ nay chị không phải vào đây thăm tôi nữa. Thế anh tưởng tôi đến đây thăm anh chỉ để thực hiện lời hứa với anh Hòa thôi sao? Thế để làm gì nữa? Những cuốn sách này cần cho anh. Sao chị biết tôi cần những cuốn sách này? Tôi hỏi một người bạn. Hơn nữa, anh đừng để phí thời gian. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Đây là ít hoa quả. Nếu anh không muốn thì cứ mang vào cho bạn anh. Đừng để tôi lại phải xách về như lần trước.
Bao giờ chị lại vào thăm tôi?